Đặc điểm của một gian hàng số trên NetID. 1. Mỗi gian hàng đều có một mã QR riêng. 2. Toàn bộ thông tin về gian hàng, số điện thoại, địa chỉ, chương trình khuyến mãi, giấy phép v.v. 3. Các sản phẩm dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất cùng các sản phẩm phẩm dịch vụ tương ứng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận an toàn. 4. Quay số trúng thưởng, gian hàng tổ chức hoạt động thu hút khách tham quan. 5. Thẻ thành viên thẻ ưu đãi dành cho khách hàng, đối tác. Khách hàng trải nghiệm trực tiếp mua hàng tại hội chợ, mua hàng từ xa một cách tiện lợi. Các thiết bị cửa hàng số cần có. 1. Màn hình tương tác thông minh giúp khách hàng có được trải nghiệm thực tế, tự mua hàng, tự thanh toán. Có thể thay thế bằng điện thoại thông minh. 2. Máy in bill hỗ trợ việc thanh toán. 3. Máy quét mã QR phục vụ cho việc bán sản phẩm offline, hỗ trợ quản lý check-in, data khách hàng, tổ chức chương trình vay số. 4. Máy in thẻ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi và mọi hình thức. Một thẻ một tài khoản, dùng xuyên suốt. Gửi thông báo khi có hoạt động chính sách ưu đãi mới qua hệ thống trực tiếp đến khách hàng.